Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, tối ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Châu Khê, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với phường Châu Khê tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Toán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Lê Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, lãnh đạo phường Châu Khê cùng đông đảo đoàn viên và các đối tượng chính sách, nhân dân phường Châu Khê. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hương hoa và cùng thắp lên những ngọn nến trên các phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Châu Khê nhằm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, những năm qua thế hệ trẻ thị xã Từ Sơn luôn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, với nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ và tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ, v.v. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị đoàn, Chi hội cựu chiến binh khối Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Chi đoàn Công an, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã và phường Châu Khê đã tặng 40 suất quà cho các đối tượng chính sách của phường, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Cũng trong buổi tối ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Trang Hạ và Đồng Kỵ đã diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên hai phường Trang Hạ và Đồng Kỵ đã thành kính dâng hương dâng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ và cùng thắp nến tri ân lên hơn 100 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ phường Trang Hạ và Đồng Kỵ nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện những việc làm thiết thực, chăm sóc phụng dưỡng gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, đoàn phường Trang Hạ đã trao 59 suất quà, tập đoàn Hanaka trao 109 suất quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.